mình muốn giới thiệu với mọi người là cái thị trấn Ba Tô này á, là nó giống như là Phan Thiết vậy đó, là từ Sài Gòn ra Phan Thiết khoảng 200 cây số. Thì cái thị trấn này á, thì nó nằm là ở Bonsa là Lý Đô Sài Gòn á, lên tới đây á là cũng tầm 200 cây số. Thì nếu mà mọi người chạy mà cao tốc á thì nó chỉ là 2 tiếng thôi đó. Thì từ Sài Gòn ra Phan Thiết á thì mình đi đường quốc lộ á thì đi 4 tiếng đồng hồ. Còn mà nếu sau này nếu mà Sài Gòn mà có cao tốc mà chạy thì cũng 2 tiếng thôi đó. Thì bây giờ mình muốn giới thiệu mọi người là đi cao tốc á là bình thường rồi, đi cao tốc là bình thường ở Mỹ rồi đó. Bây giờ mình sẽ đi là cái con đường mà cái quốc lộ 66 là cái quốc lộ mà đầu tiên của Mỹ á, mà mọi người đi từ bên phía đông á, đi qua bên Cali này. Ở cái thị trấn Ba Tô này á, thì nó rẽ ra hai hướng. Một hướng á thì còn 2 tiếng nữa thì đi Las Vegas. Mà còn mà một hướng á, hướng bên phải, hướng bên trái thì đi Las Vegas, mà hướng bên phải á thì đi về bang Arizona. Nó chia ra, nó là cái thị trấn ngã ba đó. Thì ở trên cái vùng này là sa mạc không á mọi người. Bên đây mùa hè thì nóng dữ lắm, mà mùa đông thì nó lạnh dữ lắm. Nó trên cao mà, sa mạc cao nguyên mà đó. Thì mình ghé đây, ghé uống Starbucks xong rồi một lát nữa thì mình sẽ đi vô cái con đường quốc lộ 66, con đường cũ mà hồi xưa giờ là hàng trăm triệu người dân Mỹ người ta đi qua từ các bang khác, người ta đi qua cái con đường đó. Đó, đường quốc lộ cũ. Lúc mà đó là chưa có xây cao tốc á. Thì bây giờ xây cao tốc thì có cao tốc 15. Còn cao tốc 15 thì đi Las Vegas, và cao tốc 40 thì đi về Arizona. Đó, thì mình mà hồi nữa mình sẽ đưa mọi người vô cái đường quốc lộ 66. Đó, mình đi theo cái con đường đó để mình coi ngày xưa người dân Mỹ họ đi cái con đường đó, xem mình trải nghiệm cảm giác review cho mọi người xem nha. Cảm ơn mọi người. Chờ mình đi tới cái con đường đó cho mọi người coi. Ok. Vẫn một số nhà nữa kìa. Kho bãi thôi, không phải nhà. Kho bãi container. Đường xe lửa nó chạy song song với con đường quốc lộ 66 này ở bên phải. Trước nhìn sau mình thấy con đường này có mình xe mình chạy rồi mọi người. Đây có cái dấu hiệu bệnh viện. Mọi người thấy cái chữ 66 không? Ừ.
cao tốc hết trơn rồi, ta ít đi đường quốc lộ này,